Rồi, Đại Phúc Vinh CNC chi nhánh Hà Nội xin gửi lời chào đến toàn thể quý khách, quý anh chị và các bạn đang xem video clip. Hôm nay thay mặt công ty tôi xin được gửi đến quý anh chị và các bạn một chiếc máy CNC 4 đầu có model HTR4D. Đây là một cái model mới nhất của thương hiệu Hontech được cung cấp tại thị trường Việt Nam của chúng ta hiện nay. Thì điểm đặc biệt của chiếc máy này là mặc dù là một cái máy 4 đầu với tất cả các cái chi tiết full line đầy đủ như hệ thống bàn nâng, hệ thống bàn đẩy cuốn phôi đầy đủ hết, nhưng mà cái chi phí đầu tư cho chiếc máy này lại ở một cái mức rất là dễ tiếp cận đối với hầu hết tất cả các anh các chị. Nếu mà chúng ta không lấy cái hệ thống bàn nâng phôi và cuốn phôi thì thậm chí giá thành nó còn rất là rẻ, chỉ hơn 200 triệu thôi là chúng ta có thể đầu tư một chiếc máy tốt như các anh chị đang thấy trên màn hình. Thì việc xuất thân từ cái thương hiệu Hontech nó đã đảm bảo được cái vấn đề tiêu chí về chất lượng cũng như là độ ổn định của máy trong quá trình sản xuất. Thì ngay kể cả trên màn hình anh chị thấy thôi là cái kết cấu của máy là có thể nói là rất là chắc chắn, đầy đủ. Đấy, hệ thống đồ đi theo cũng đủ hết. Máy hút chân không, xin lỗi, máy hút chân không bằng nước mà anh chị vừa nhìn thấy ở trên màn hình. Đấy, 4 đầu cắt thì đều được trang bị motor cắt rất là mạnh, xẹp vô 6 kW. Đấy, bây giờ anh chị thấy là máy đang gắp ván để tiếp phôi một cách rất là tự động, và trong cái quá trình mà gắp ván tiếp phôi thì máy cũng đồng thời tiến hành đẩy những cái phôi mà đã cắt hoàn thiện xong. Đấy, đẩy ra cái hệ thống bàn cuốn mà ở đấy thì công nhân có thể tiến hành dán tem trước khi đem ra dán cạnh hoặc là khoan cam. Đó. Thì ngay kể cả hệ thống rulo ở trên máy cũng được chạy kết nối trực tiếp với cái hệ điều hành của máy, cho nên là khi hết hành trình của ván là ben sẽ tự động đẩy rulo lên. Đấy, để tránh trường hợp mà chúng ta giữ nguyên vị trí thì nó sẽ khi quay lại nó sẽ bập vào và nó hỏng cái rulo đó. Đấy, anh chị thấy là cấp ván tự động rất là thuận tiện và hệ thống ben để căn chỉnh phôi đấy, cũng rất là lớn. Đấy, cái bên cạnh của nó là để nguyên một thanh ben dài luôn. Đấy, cho nên là căn rất là dễ. Ở đằng trước thì chúng ta có 20 cái ben đứng để định vị thôi. Rồi, như vậy đây là một cái sản phẩm rất là đáng đầu tư cho các anh các chị xưởng nhỏ hoặc là xưởng mới, của các anh các chị mới khởi nghiệp mà muốn đầu tư một cách bài bản và thực hiện công việc một cách chỉnh chu nhất. Thì anh chị quan tâm có thể liên hệ thêm với chúng tôi để tìm hiểu thêm về model Hontech HTR4D. Rồi, xin cảm ơn các anh các chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị trong các video clip sau. Xin cảm ơn.